chào các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại ga hàng không trong nước, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ạ. Bây giờ mình sẽ vô đây để mình quay toàn cảnh máy bay lên xuống cho tất cả các anh chị các bạn coi nha. Đây là ga trong nước. Đây là đài quan sát. Bây giờ mình sẽ đi vô trong và xem toàn cảnh máy bay lên xuống ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quay lại cho tất cả các chị coi nha. Đây là ga trong nước các bạn. Bây giờ mình đang đi vô ga quốc tế, tiện thể làm chuyến qua Mỹ ở luôn. Đây là trạm không lưu nha các chị. Chỗ này là chỗ để vận hành máy bay này, lên xuống này, vào này. Này chắc đang chờ sửa chữa quá. Chào tất cả các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại cái cảnh mà máy bay lên xuống và xuống. Cái máy bay cất cánh hạ cánh cho quay lại cho các bạn xem nha. Đây khu này quá trời máy bay luôn. Chiếc máy bay màu vàng này là đang bắt đầu ra đường băng để bắt đầu cất cánh. Hai chiếc kế tiếp của Vietjet cũng đang ra. Hai chiếc máy bay của Vietjet cũng đang trên đường đi ra đường bay. Khi mà máy bay nó đi ra đến chỗ đường băng này thì nó sẽ chờ lệnh. Khi nào có lệnh cất cánh là nó sẽ bắt đầu là nó cất cánh. Nó cất cánh như thế nào nhỉ? Chiếc chắc phải chờ cái chiếc này đang xuống các bạn. Đây một chiếc đang vừa xuống. Chiếc này xuống xong chiếc kia mới bắt đầu là mới cất cánh được. Khói quá trời luôn. Thì là nó đi sang đầu kia. Đó, rồi bắt đầu chiếc kia mới bắt đầu ở cánh này. Lên trước đấy cất cánh thì chiếc này bắt đầu là lại ra sân ra đường băng này. Ra đường băng.
hai chiếc luôn. Một chiếc chuẩn bị cất cánh và một chiếc chuẩn bị cất cánh. Quá trời máy bay luôn. Cánh xuống đường băng, thế này là chiếc cửa hạ cánh như vậy. Nói này, wow, cái bánh xe nó tiếp giáp với mặt đường. Chiếc này khá lớn, chiếc này giống máy bay chở hàng. Bây giờ xem chiếc kia lên. Chiếc kia bắt đầu cất cánh. Máy bay ở đây là cứ lên xuống lên xuống. Xuống. Cái này hạ số.
xuống xong rồi trước kia mới thực hành. Xuống đường băng. Chiếc này bắt đầu mới cất cánh rồi các bạn. Chiếc này chuẩn bị cất cánh thì có chiếc Vietnam Airlines cũng đang đứng sau chuẩn bị. Vietnam Airlines. Xuống đường băng. Chiếc Vietnam Airlines này chuẩn bị ở cất cánh nha các bạn. Đó, bắt đầu lấy đà này. Đi là ngon nhất. Đi Vietnam Airlines mình được ăn ở giữa đường. Khi mà lên máy bay lên cất cánh được một lúc là mình sẽ được ăn ăn ở trên máy bay. Chiếc này chuẩn bị cất hạ cánh nha các bạn. Chiếc này của Vietnam Airlines đang chuẩn bị hạ cánh. Cất cánh trong đây thì nó sẽ đi đến cuối đường. Cuối đường mà nó sẽ vòng ngược lại. Nó chạy giống ô tô các bạn. Đây, chiếc này chuẩn bị cất cánh các bạn. Nó đang chạy lấy đà đó. Cất cánh rồi đó. Đấy, mấy chiếc này lại bắt đầu ra đường băng này các bạn. Thì phía trước mặt các bạn đây là khu trạm kiểm soát không lưu này. Đó. Còn mấy cái nhà như cái nhà này này giống một cái nơi để sửa chữa máy bay các bạn. Khi mà máy bay hư thì đưa vào đây, bên cái máy bay này. Đưa vào trong đây.
rồi sau đó người ta sẽ sửa chữa cho kỹ thuật sửa chữa đó, các chuyên gia để sửa chữa. Đây là toàn cảnh khu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nha các bạn, đó là máy bay lên xuống. Xếp hàng quá rồi các bạn. Máy bay sẽ được cấp phép bay và lên xuống nhỉ. Đây là toàn cảnh sân bay các bạn. Có một chiếc máy bay nữa chuẩn bị xuống. Nó xuống là bánh nó tiếp giáp với mặt đường, với mặt đất đấy, tạo ra ma sát trên này nó bốc khói. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của kênh Tiến Sài Gòn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Tiến Sài Gòn nhé. Chúc tất cả các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Đây là máy bay chiếc này đang lên nè các bạn. Cái chiếc này lên và chiếc kia xuống, chiếc này lên và chiếc kia xuống. Cái chiếc này đang lấy đà để bắt đầu bay lên. Không hẳn tất cả các bạn đã được đi máy bay, cho nên mình muốn quay lại để mình giới thiệu đến các bạn cái máy bay. Nhiều bạn nhiều khi còn chưa biết cái máy bay ấy. Những bạn như ở lối miền Tây thường thường là ít đi máy bay bởi vì ít đi xa đấy các bạn. Hồi nhỏ mình cứ thấy máy bay mà bay ngang qua nhà cái là ùa ra chạy để xem. Rồi video của mình kết thúc ở đây nha các bạn. Tất cả các bạn có những ngày vui vẻ nha. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn và video kế tiếp nha. Zeta Pacific. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.